Hưu đến đến, ma kiếm hướng phía Không Viễn phá không đánh tới. Không Viễn hai mắt trừng lớn, nhìn thấy ma kiếm, kết định ấn bành trướng, tự tán ra. Ma kiếm bị kết định ấn làm thoáng một phát, có thể cũng chỉ là tại không trung hơi đình trệ hạ, lại lần nữa hướng về phía trước đâm tới. Cái này là ma kiếm địa bàn, lại có thất tuyệt trận tăng cường, Không Viễn cái này sóng không may. Giang Ai Kiếm thấy được hưng phấn, chính như Giang Ai Kiếm nói như vậy, ma kiếm điên cuồng hướng lấy Không Viễn tiến công, phảng phất có dùng không hết lực lượng giống như. Phanh phanh phanh, Không Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực cùng ma kiếm tranh đấu. Ma thiền, Phật ấn, toàn bộ đánh vào ma kiếm thân bên trên, nhưng liền giống như là gãi ngứa ngứa, mảy may không có tác dụng. Theo thời gian trôi qua, ma kiếm lực lượng không lui phản tăng. Phật tổ kim thân xuất hiện, to lớn kim Phật đem hết thảy phi kiếm đánh lui, chỉ có ma kiếm tại Phật tổ bên cạnh táo bạo địa tìm khe hở. Không phải đâu, liền Phật tổ kim thân đều ép không được cái này ma kiếm. Giang Ai Kiếm nuốt một ngụm nước bọt, nếu là như vậy, hắn còn làm sao cầm tới thanh kiếm này? Phật tổ kim thân ép không được, kia mang ý nghĩa Không Viễn sớm tối muốn bại. Pháp thân cũng tốt, kim thân cũng được tiêu hao rất nhiều, vô pháp làm đến thời gian dài vận chuyển. Quả nhiên đến đến, tay Phật tổ kim thân tiêu thất sát na. Hưu, ma kiếm dùng đáng sợ tốc độ hiện lên Không Viễn thân thể. Phốc đến đến, Không Viễn hai mắt trừng lớn, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem thanh ma kiếm kia. Lão nạp, không, không cam. Hô, Không Viễn từ bên trên rơi xuống, phù phù rơi xuống trên mặt đất. Không Viễn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Quỷ dị là trước người hắn Phật Đà Niệm Châu lại tản ra hào quang nhỏ yếu. Mọi người sắc mặt đại biến, Không Viễn tốt xấu là đại không tự chủ trì phương trượng, thất diệp song thiền, tại sao lại bị một thanh ma kiếm cho làm thịt rồi? Cái này sao có thể? Không có người tin tưởng, có thể sự thật trước mắt, để bọn hắn không thể không tin tưởng. Ma kiếm đạt được, thay đổi phương hướng hướng phía tứ đại danh môn tu hành giả bay đi, bắt đầu điên cuồng thu hoạch tu hành giả. Cùng Không Viễn so sánh, những người này liền yêu đến đáng thương. Nhất kiếm một cái, trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu. Thấy cảnh này, Tần Quân lo lắng nói, lão tiên sinh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ma kiếm sớm muộn cũng sẽ đối phó chúng ta. Tiểu Diên Nhi lại nói ra, đám người này đáng đời, vây công Kim Bình Sơn thời điểm cũng là cái này bức tư thế. Tứ đại danh môn người vốn là ma thiên các địch nhân, bị ma kiếm thu cũng là chuyện tốt, nếu không sớm muộn cũng sẽ cùng cái khác danh môn cùng một chỗ vây công ma thiên các. Còn lại tiểu môn tiểu phái chạy tư tán, có thể là tu vi của bọn hắn quá yếu. Ma kiếm giết một bộ phận tu hành giả về sau liên hướng phía Lục Châu đám người bay tới. Hắc, cái này ma kiếm còn biết chọn lựa cường thủ. Giang Ai Kiếm im lặng nói, kiếm trung quy là kiếm, dựa vào trận pháp duy trì cũng sẽ không có trí tuệ, ta hoài nghi có người ở sau lưng điều khiển, Tần Quân nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu, ánh mắt tìm kiếm bốn phía nhưng không có bất luận phát hiện gì. Lúc này Giang Ai Kiếm thả người mà ra, trong tay long mâm kiếm cùng ma kiếm va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, cương khí giao thoa, một người nhát kiếm giao chiến mấy hiệp, Giang Ai Kiếm tuyệt không chiếm ưu thế. Tiếp tục kết quả hội giống như Không Viễn, cho nên Giang Ai Kiếm lại lần nữa lựa chọn lui lại. Long ngâm kiếm cương tăng thêm đạo ẩn chi thuật, Giang Ai Kiếm một cái lắc mình đến đến Lục Châu bên cạnh, xoa xoa mồ hôi trên mặt, Giang Ai Kiếm nói ra, đánh không lại, thực tại đánh không lại, trừ phi có thể phá cái này chim trận, ngươi quá yếu, còn là nên ta tới. Tiểu Diên Nhi thực lại nhẫn không được, bước trên mây mà đi, Phạm Thiên Lăng nở rộ, lập tức cùng ma kiếm kịch đấu lại với nhau. Giang Ai Kiếm lắc đầu thở dài, nha đầu có lòng hào thắng là chuyện tốt, chính là quá lỗ mãng. Hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Lục Châu, lần nữa nói, lão tiền bối xem xét chính là nắm chắc thắng lợi trong tay, hẳn là đã biển có phá trận chi pháp, ở trong mắt hắn xem ra nhất định phải phá thất tuyệt trận mới có thể cầm súng ma kiếm, nếu không hiện tại cũng đừng nghĩ trốn. Không có phá trận chi pháp, Lục Châu nói ra. Giang Ai Kiếm xấu hổ gãi gãi đầu, đừng dạng này, ta nhát gan, có tin hay không là tùy ngươi, Lục Châu nói ra. Tần Quân nói ra, thất tuyệt trận trận nhãn không ở nơi này, phá không xong, xong xong, chẳng lẽ ta Giang Ai Kiếm nhất thế anh minh muốn hủy ở nơi này, ta trăm vạn hảo kiếm mộng tưởng còn không có thực hiện đâu. Giang Ai Kiếm lo lắng nói, phanh phanh, ma kiếm liên tục hai lần cường thế tiến công, Tiểu Diên Nhi cương khí chấn động bị buộc bay trở về, lảo đảo rơi xuống, kém chút không có đứng vững. Lại đến, Tiểu Diên Nhi còn muốn xông đi lên, đừng hướng, ngươi Vân Thường Vũ Y cũng cần bổ sung năng lượng. Lại xong lời nói, hội có sinh mệnh nguy hiểm, Tần Quân nói ra. Ma kiếm lục thân không nhận, hướng phía Tần Quân bay tới. Tần Quân bất quá là thần đình tu vi, bản năng điều động cương khí, giây lát ở giữa bị ma kiếm đâm xuyên chấn vỡ, toàn bộ người bay ngược đâm vào trên vách đá, phun ra tiên huyết. Ma kiếm lơ lửng giữa không trung, ngang thẳng tắp, mục tiêu cuối cùng khóa chặn Lục Châu. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi chú ý tới điểm này, lão tiền bối. Lục Châu nhíu mày, toàn bộ quá trình hắn đều đang suy nghĩ làm sao thuần phục thanh kiếm này, hoặc là như thế nào phá trận, không nghĩ tới ma kiếm sớm như vậy liền khóa chặt chính mình.
Lục Châu hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn xem thanh ma kiếm kia. Lưu lại, Lục Châu nhàn nhạt mở miệng, giang ái kiếm lướt qua Tần Quân, đem hắn đưa đến một bên. Tiểu Diên nhìn lùi lại mấy bước, Lục Châu đạp không mà khởi, ma kiếm rốt cuộc an không chịu nổi, vạch phá bầu trời, đâm về Lục Châu. Hưu đến, ma kiếm đâm vào Phật tổ kim thân bên trên, một tòa cao 10 trượng Phật tổ kim thân xuất hiện, đám người ngầm đầu. Bao quát cái nào còn tại kéo dài hơi tàn tiểu môn phái tu hành giả, không thể không ngẩng đầu lên. Sao to lớn mộ bia còn muốn cao Phật tổ kim thân? Lục Châu đạp không mà đi, liên đối Phật tổ kim thân để đến thất tuyệt trận ở giữa khu vực. Mặc cho ma kiếm làm sao điên cùng tiến công, đều không thể dung chuyển Phật tổ kim thân mảy may. 10 giây, hắn chỉ có 10 giây, trận nhãn ở đâu? Cùng lúc đó, thất tuyệt trận bốn phía hết thảy kiếm bầy, tựa hồ là cảm nhận được địch nhân cường đại, đồng thời tiến công Phật tổ kim thân. Lít nhà lít nhít kiếm bầy, ngăn trở ánh mắt. Kia cao 10 trượng Phật tổ kim thân, không mảy may giảm, quá mạnh, đây mới thực sự là Phật tổ kim thân á. Nằm dạp trên mặt đất tu hành giả nhóm, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem tòa kia kim thân, nói ra, đây là ai á? Đáng tiếc là đến, 10 giây thực tại quá ngắn ngủi, Phật tổ kim thân tiêu tán sát na, ma kiếm cùng phi kiếm mùa lên, oanh, lại là một tòa Phật tổ kim thân, căng phồng lên đến, vào kim thân khu vực phi kiếm, dây lát ở giữa bị kích đánh tan, tản mát hạ xuống, sôi nổi cắm ở mặt đất bên trên. Giang ai kiếm tán thưởng không thôi, còn có thể tự do có rút lại kim thân, ta phục, ta là thật mẹ nó phục. Lục Châu tựa hồ tìm được phương pháp, thoáng một cái, liền có ít 10 chuôi phi kiếm rơi trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên là bị phá hư. Lục Châu tay phải nâng lên, lòng bàn tay bên trong, một cái ngắn nhỏ mà tinh xảo vị danh kiếm lơ lửng, tản ra yếu ớt hồng quang. 10 giây thời gian, hẳn là đủ rồi, cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian, húng chi, cái này mà kiếm căn bản không có tranh nẻ ý tứ. Vậy liền, cứng đối cứng đi. Lục Châu lách mình, nhào về phía ma kiếm. Chúng tu hành giả trừng hai mắt, nhìn xem một màn này. Phật tổ kim thân di chuyển về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy Phật tổ kim thân nửa người trên, nửa người dưới, bị lít nhà lít nhít kiếm bầy ngăn trở ánh mắt. Lục Châu cái này chợt lách người đến. Kiếm bầy dây lát ở giữa bị tách ra, mạn thiên tàn mát. Ma kiếm chiến ý dâng cao, rung động vù vù, tựa hồ đang nghênh tiếp địch nhân của nó. Lục Châu tay cầm vị danh, nhất kiếm xẹt qua ma kiếm. Cả hai va chạm, dùng va chạm điểm làm trung tâm, một điểm quang sáng bành trường bắn ra bốn phía, dũng động nguyên khí giống như là cuồng phong đồng dạng đi từ tán, cương phong giống như băng đao theo phi kiếm rơi xuống. Lục Châu không có nhìn trong tay vị danh kiếm, lòng bàn tay cảm giác hạ vị danh kiếm hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước ma kiếm, cùng với bảng thời gian, 3 giây, 2 giây, 1 giây, thời gian đến, Phật tổ kim thân đúng giờ tiêu tán, hết thảy yên tĩnh trở lại, thất tuyệt chặn hết thảy kiếm bay toàn bộ rơi xuống. Bốn phía cắm vào rực rỡ muôn màu, một ít địa thế hơi cao địa phương, giống như là con nhìn giống như, ma kiếm không có hư hao, có thể kỳ quái là, ma kiếm không có lựa chọn tiếp tục tiến công, mà là lơ lửng tại phía trước, hơi hơi rung động, mũi kiếm nguyên bản thẳng đến Lục Châu mi tâm, lại chậm rãi thoáng nghiêng phương hướng, mục tiêu đổi thành Lục Châu trong tay vị danh kiếm. Lục Châu đang nghĩ, nếu như không có kẽ hở sử dụng hết, còn không thể áp chế thanh ma kiếm này, nên làm cái gì, kia cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp, ma kiếm vẫn y như cũ không nhúc nhích. Kiếm khư phụ cận tu hành giả nhóm, nhìn xem không chung một người nhất kiếm, giằng co với nhau, trừ thán phục chính là không thể nào hiểu được. Có thể xác định là, tòa kia Phật môn kim thân, mạnh hơn không viễn nhiều lắm. Ý vị này, chế phục ma kiếm, có hy vọng, đầy đất tàn mát các loại phẩm giai trường kiếm, chính là hẳn nhóm mơ ước bảo bối. Ma kiếm mang tới sợ hãi ngay tại biến mất. Ma kiếm lại lần nữa rung động, Lục Châu bàn tay phải mở ra, vị danh kiếm lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Để Lục Châu không nghĩ tới là, ma kiếm thế mà ở thời điểm này, lùi lại một bước. Giang ai kiếm rất là kinh ngạc. Xem như tan đại kiếm si đứng đầu, muốn tuyên bố một việc. Tiểu Diên Nhi cùng Tần Quân có chút không nói nhìn về phía phụ cận Giang ai kiếm. Thời điểm mấu chốt như vậy, hắn có thể nói ra cái gì cao kiến. Giang ai kiếm tiếp tục nói, Long Ngâm chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Lão tiền bối thanh kiếm kia, thật sự là thật xinh đẹp. Ma kiếm không có tiến công. Lục Châu nghi ngờ nhìn xem ma kiếm. Tiện tay vung lên. Vị danh kiếm bay ra ngoài, ma kiếm tránh về phía sau. Vị danh kiếm lại lần nữa bay hồi Lục Châu trong lòng bàn tay. Lục Châu nhẹ gật đầu, vừa rồi va chạm, mặc dù không thể hủy đi ma kiếm, có thể đã để hắn sợ hãi. Cái này họa phong kỳ quái, đã ma kiếm em ngại vị danh, vậy liền để vị danh phát huy ra hẳn vốn có uy lực. Hắn đem vị danh kiếm ném ra ngoài, đứng ở phía trước, cương khí vần quanh vị danh. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, đếm không hết vị danh kiếm cường xuất hiện, nguyên khí ba động. Cương khí cường độ không hề cường đại, có thể ma kiếm y nguyên cảm nhận được đến từ vị danh uy hiếp. Thất tuyệt trận bốn phía phi kiếm đồng thời rung động, ma kiếm tựa hồ tại triệu hoán trường kiếm, trong lúc nhất thời hết thảy phi kiếm lấy cực nhanh tốc độ bay vào không trung, hướng phía vị danh đâm tới. Phanh phanh phanh, Lục Châu nhanh chóng thối lui, khi tất yếu cũng chỉ có thể lại sử dụng một chương không có kẽ hở.
Sự thật chứng minh, Lục Châu lo lắng có chút dư thừa. Ma kiếm triệu tập kiếm bầy, lại toàn bộ hướng phía Vị Danh tiến công mà đi. Giống như là buộc chặt lại với nhau giống như. Phanh phanh phanh, một phen tranh đấu kịch liệt về sau. Dùng Vị Danh làm trung tâm, xuất hiện nhất đạo ngang to lớn vầng sáng, chặn ngang và chạm hết thảy kiếm bầy. Kiếm bầy toàn bộ bay ngược, đặc thù năng lượng nở rộ về sau, Vị Danh kiếm khôi phục thành bộ dáng lúc trước, lơ lửng giữa không trung, tản ra yếu ớt hồng quang. Kiếm bầy rơi xuống, xoạt xoạt, xoạt xoạt, đạo đạo đứt gãy tiếng vang lên. Phẩm cấp thấp kiếm, không thể thừa nhận cái này sức mạnh đáng sợ, ngay tại chỗ bị hủy. Một ít phẩm giai không sai, cũng tại sau khi rơi xuống đất, phủ phục run rẩy. Lại những cái kia ngắm nhìn tu hành giả nhóm tuyệt vọng sự tình cuối cùng phát sinh, phàm là cùng Vị Danh kiếm va chạm qua trường kiếm, toàn bộ xuất hiện vết cắt, thậm chí đứt gãy. Kiếm bầy không có, cái này là cái gì kiếm? Những người tu hành kia trừng to mắt, trừ ma kiếm, cái khác kiếm, căn bản không xứng làm thanh kiếm kia đối thủ. Giang Ai kiếm hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem Long Ngâm ném. Trong mắt của hắn đều là Vị Danh kiếm. Lục Châu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, Vị Danh kiếm sắc bén trình độ vượt qua tưởng tượng. Ông, ma kiếm cuối cùng vẫn là lao đến. Lục Châu điều động nguyên khí, khống chế Vị Danh, minh đón. Phanh phanh phanh, liên tục 3 lần va chạm, ma kiếm bị đánh lui. Lần này, không có phía trước kia hảo vận, ma kiếm hạ xuống, thất tuyệt trận diệt. Không có kiếm bầy, thất tuyệt trận cũng vô pháp vận chuyển. Chúng tu hành giả nhìn thấy hy vọng. Đề dài vũ khí mặc dù bị phá hư có chút đáng tiếc, nhưng là còn lại những này không có bị tổn hại, tự nhiên đều là hảo kiếm, không còn lại đi sàng chọn. Tần Quân ngồi thẳng người, lau đi khóe miệng tiên huyết, có chút vô pháp tin nhìn trên mặt đất thất tuyệt trận. Không có tìm được trận nhãn, thế nào liền hội vô duyên vô cớ địa dập tắt đâu? Cái này rất không hợp lý. Tần Quân nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy đặc thù cùng quỷ dị địa phương, đành phải ngẩng đầu lên, tiếp tục xem hướng Vị Danh kiếm. Đến mức Giang Ai kiếm, giống như là mất hồn giống như, hai mắt đăm đăm nhìn chăm chăm Vị Danh kiếm, nước bọt đều muốn chảy ra. Trong ngực Long Ngâm kiếm tựa hồ cũng không thơm. Giữa không trung, Lục Châu lơ lửng đứng thẳng, nhìn xem Vị Danh kiếm. Cũng chính là ở thời điểm này, ma kiếm rơi vào thất tuyệt trận rất ở giữa, vù vù rung động. Trước đây hội tụ bi văn giống như là âm mật từ trên thân kiếm mạo lên, hướng phía không trung bay đi. Cái này bi văn năng lượng, Lục Châu nghi hoặc không hiểu. Hắn không có lập lúc này đem Vị Danh kiếm thu hồi, mà là lẳng lặng nhìn xem. Nhất cái bi văn hướng phía Vị Danh kiếm hội tụ vào một chỗ, năng lượng chui vào Vị Danh kiếm bên trong. Cái này, Giang Ai kiếm cơ hồ muốn khóc. Ma kiếm thần phục, nhiều năm như vậy tầm bổ năng lượng đều sẽ bị lão tiền bối kiếm cướp đi. Mạnh được yếu thua, kiếm thế giới tựa hồ so với nhân loại đơn giản hơn nhiều. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ma kiếm vậy mà thần phục, nằm dạp trên mặt đất. Ai có thể nghĩ tới hội là kết của này? Ma kiếm trên mặt đất run lẩy bẩy, trên người bi văn không ngừng bay về phía Vị Danh kiếm. To lớn trên bia mộ bi văn hàng ngàn hàng vạn, giống như là khói đen từ từ dâng lên. Đạt được bi văn năng lượng, Vị Danh kiếm không ngừng xoay tròn. Lục Châu nghi ngờ nhìn xem Vị Danh kiếm. Từ đạt được Vị Danh về sau, hắn có thể làm vẻn vẹn chỉ là nghiên cứu hắn sắc bén trình độ, ý đồ định vị ra hắn phẩm cấp. Hấp thu năng lượng về sau, Vị Danh kiếm uy lực có phải là hội đại tăng? Chốc lát sau, Vị Danh kiếm đình chỉ xoay tròn, ma kiếm nằm thẳng xuống dưới không nhúc nhích. Bi văn toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được ra Vị Danh kiếm hào quang màu đỏ trở nên nồng đậm một chút, chiều dài giống như gia tăng một điểm. Phẩm cấp, Lục Châu không có rõ ràng khái niệm. Hắn giơ tay lên, ý niệm khẽ nhúc nhích, Vị Danh kiếm của nhiên tại mệnh lệnh của hắn bay xoay tay lại lòng bàn tay, lại lần nữa ý niệm khẽ nhúc nhích, Vị Danh kiếm biến thành hắc sắc thạch đầu, lại lần nữa biến thành chùy đào kích nhóm vũ khí. Đáng tiếc là Vị Danh kiếm chỉ có tại biến thành kiếm thời điểm mới có cái kia quỷ dị bi văn năng lượng vườn quanh. Kiếm hình thái muốn so cái khác hình thái mạnh lên làm cho nhiều. Vũ khí này xa xa không có đạt đến hắn phẩm cấp vốn có. Bất quá trước mắt không phải nghiên cứu Vị Danh thời điểm. Lục Châu thu hồi Vị Danh kiếm, nhìn khắp bốn phía, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tĩnh đến có chút đáng sợ. Bảo đảm chung quanh sau khi an toàn, Lục Châu chậm rãi hạ xuống, thoáng tính toán, mỗi lần xuất thủ, Bạch thua thiệt hai cái không có kẽ hở, một điểm công đức đều không có kiếm được. Hắn nhìn về phía mặt đất thất tuyệt trận, hoàn toàn chính xác đã làm mất đi quang trạch, không có vận chuyển vết tích. Kỳ quái, Lục Châu hướng phía ma kiếm phương hướng đi tới. Trước kia mộ bia vỡ vụn địa phương, trừ 8 cái đất gãy xiềng xích, cùng rơi là tả trên đất bá vụn, không có vật khác. Mặt đất chỉ có số ít kiếm, không có bị phá hủy. Đương nhiên, có thể trong trận chiến đấu này còn sống sót kiếm, tự nhiên đều là hảo kiếm. Cách đó không xa, thụ thương tu hành giả nhóm liên tục mò lên, hướng phía Lục Châu dập đầu. Đây là sự thực dập đầu, đập đến phanh phanh rung động. Cảm tạ lão tiền bối, cảm tạ đại sư, tái sinh phụ mẫu, chịu ta cúi đầu. Đinh, nhận 15 người thành kính lễ bái, thu hoạch được 150 điểm công đức. Nghe được cái này cái nhắc nhở, Lục Châu có chút giờ khóc giờ cười. Lão phu cái này làm việc thiện chi lộ từ từ, hắn tu vi này, từ đại danh môn tu hành giả cơ bản chết không sai biệt lắm. Còn lại những này, đều là một ít tiểu môn tiểu phái, không đáng sợ.
Lục Châu đến ma kiếm bên người, mới vừa điều động một cỗ nguyên khí đến. Không Viễn Hòa Thượng đột nhiên lăng không xoay chuyển đứng dậy, song trọng kết định ấn, rung động nở rộ, hắn hai mắt trừng lớn, ngắm nhìn bốn phía. Đợi hắn thấy rõ ràng bốn phía trang cảnh thời điểm, mặt mũi tràn đầy lộ ra không thể tin biểu lộ. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này mới bao lâu qua đi, Thất Tuyệt Trận không có, ma kiếm nằm trên mặt đất. Đầu óc của hắn có đau một chút, ký ức trong khoảnh khắc một lần nữa trở lại hắn não hải. Hắn nhớ tới hắn đã đến cướp đoạt ma kiếm, tại tranh đấu quá trình bên trong, bị ma kiếm đánh ngã, rơi xuống. Cũng may hắn có Phật Đà Niệm Châu hộ thân, không có nhận kia một kích chí mạng. Là ngươi? Không Viễn biểu lộ từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ. Không Viễn, Lục Châu vuốt râu, lão nạp đồ vật, người nào cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Lão nạp mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì phá Thất Tuyệt Trận, cái này ma kiếm lão nạp nhất định phải lấy đi. Không Viễn đối cường mới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ồ, cũng không biết vì cái gì, Lục Châu đối Không Viễn sống sót, ngược lại cảm thấy chờ mong cùng cao hứng. Không Viễn dựng thẳng trường đạo, lão thí chủ, lão nạp rất cảm kích ngươi phá giải Thất Tuyệt Trận. Dạng này kiếm, người tài mới có tư cách lấy đi. Song trọng kết định ấn nhộn nhạo lên. Lục Châu vuốt râu nói, lão phu nói qua, thiền là thiền, ma là ma, vào ma thiền cũng không phải là chân chính thiền. Người đang dạy lão nạp tu hành. Không Viễn ha ha nở nụ cười, không có đem song trọng kết định ấn triệt tiêu, lộ ra xem thường biểu lộ. Tà tâm thiền ma thiền bất quá là trò trẻ con, há có thể cùng lão nạp đánh đồng. Thế gian này chỉ có lão nạp có thể tu thành ma thiền. Lão nạp xưng ma thiền thứ hai, ai dám xưng đệ nhất? Kia hai đạo quang mang khác biệt to lớn kết định ấn, chính là chứng minh tốt nhất. Lục Châu lắc đầu đến, ếch ngồi đáy giếng, ngư khí của hắn một lần, gần từng chữ. Lão phu liền dạy dỗ ngươi, cái gì là ma thiền? Tay phải nâng lên, bàn tay đầu tiên là hướng phía dưới, xoay chuyển hướng về phía trước. Lòng bàn tay bên trong sáng lên nhất đạo hào quang nhỏ yếu, quang mang trình nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Mê mơ, Không Viễn cảm giác được không ổn. Dù là trước người lão già không có đặc biệt mãnh liệt nguyên khí ba động, lại làm cho hắn cảm nhận được không cách nào nói rõ uy hiếp. Phụ cận tu hành giả trao mày, cái này lão tiên sinh đến cùng là người nào? Hắn thế mà có thể cùng Không Viễn phân cao thấp. Phật môn nội đấu, nhờ tới vừa rồi kia to lớn Phật tổ kim thân, hắn nhóm liên tưởng đến Phật môn nội đấu. Nhớ kỹ trước đó vài ngày, Thiên Tuyển Tự cùng Đại Không Tự ở giữa mâu thuẫn, chuyển khắp tu hành giới. Đại Không Tự phái người thảo phạt Thiên Tuyển Tự, về sau không biết vì cái gì, tứ đại thần tăng vẫn lạc, Thiên Tuyển Tự tập thể tiêu thất. Đến nay cũng không có người làm rõ ràng vì cái gì. Đến nay chẳng cảnh, cực giống Phật môn nội đấu. Lục Châu thẳng tắp đứng thẳng, khúc cánh tay lúc trước, trường thế đưa tới, nhất đạo cỡ nhỏ trường ấn xuất hiện, tiểu vô uy ấn. Không Viễn giờ khóc giờ cười, lộ ra vẻ khinh thường. Đây chính là ngươi cái gọi là chân chính ma thiền. Lão nạp, cái này, nói được nửa đường. Kia cỡ nhỏ trường ấn đến trước mặt thời điểm, đột nhiên biến đại, mấy trượng chi cao. Tiểu vô uy ấn còn có thể dây lát ở giữa biến thành đại vô uy ấn. Hơn nữa, còn là mặc sắc đại vô uy ấn. Hắn liên tiếp lui về phía sau, mang theo song trọng kết định ấn, sắc mặt kinh hãi. Cái khác tu hành giả nhìn thấy về sau, kinh đến trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó, lại một cái song thiền tu hành giả. Phật môn lúc nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy rồi, còn có thiên lý sao? Ông, Không Viễn tại song trọng kết định ấn trạng thái, lập lúc này thi triển Phật tổ kim thân. Đại vô uy ấn, không làm gì được lão nạp. Oanh, đại vô uy ấn lại lần nữa biến đại. Phật tổ kim thân, ngược lại giống như là một cái tiểu vật trang sức. Càng lớn hắc sắc trường ấn giữ tại lòng bàn tay bên trong, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Lục Châu hờ hứng nhìn thoáng qua mặc sắc trường ấn, mặc sắc trường ấn dần dần tiêu thất. Đinh, đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu, thu hoạch được 1500 điểm công đức. Không kiếm cũng không lỗ, bất quá tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ đứng trước dùng không mở một kích chí mạng tạp hoàn cảnh. Có thể Không Viễn nhất định phải giết. Mặc sắc trường ấn tiêu tán về sau, một chuỗi niệm châu rơi xuống từ trên không. Đinh, thu về Phật Đá Niệm Châu, cần một lần nữa luyện hòa mới có thể sử dụng. Đây coi như là ngoài ý muốn đến đi. Tiện tay vung lên, Phật Đá Niệm Châu bay xoay tay lại tâm bên trong. Tứ đại Phật môn đứng đầu, Đại Không Tự chủ trì, từ xưa đến nay song thiền đệ nhất Không Viễn, như vậy vẫn lạc. Ra ngài kiếm mộng bức, loảng xoảng, trong tay long ngâm kiếm rơi trên mặt đất. Tiểu Diên Nhi thấy thế nói ra, liền cái này cũng gọi ma thiền đệ nhất. Phi, ra ngài kiếm tỉnh táo lại, liều mạng nhặt lên chính mình ấu yếm long ngâm kiếm, ôm vào trong ngực, dùng tay áo xoa xoa. Lão tiền bối không ra tay thì thôi, vừa ra tay thiên hạ thần phục, ta Giang Ái Kiếm ai cũng không phục, duy chỉ có Triệu gia tiền bối một người. Chúng tu hành giả nhóm lại lần nữa dập đầu, ta tạ lão tiền bối, đáng tiếc vô pháp lập lại thu hoạch được lễ bái điểm công đức. Lục Châu không có phản ứng những người kia, tiện tay vung lên, trên đất ma kiếm bay vào lòng bàn tay bên trong. Cái này một nắm, ma kiếm truyền đến lạnh buốt hàn khí thấu xương, quả nhiên không phải phàm phẩm. Lục Châu hai mắt hơi mở, ma kiếm hơi hơi rung động, cũng không biết là sợ hãi còn là muốn tránh thoát khống chế của hắn. Đúng lúc này, đường hành lang chỗ truyền đến quỷ dị thanh âm, kéo kẹt, tất cả mọi người bị đường hành lang truyền đến thanh âm hấp dẫn. Ông, ma kiếm còn tại rung động, không có bi văn gia trì ma kiếm,
lực lượng nhỏ yếu rất nhiều. Lục Châu chú ý không bằng đường hành lang chỗ tình huống, điều động nguyên khí áp chế ma kiếm. Giang Ái Kiếm nói ra, lão tiền bối, ta, hắn chỉ mình. Lục Châu quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi muốn. Giang Ái Kiếm ngượng ngùng gãi gãi đầu, thanh ma kiếm này rất lớn, tương đương với hơn phân nửa người cao độ, mà lại lộ ra rất rộng rất dày. Mà đi bi văn lực lượng về sau, ma kiếm nhìn cực kỳ xấu xí. Trên thân kiếm mấp mô, là một chút ba, mà ma lại, cũng không mượt mà. Lục Châu đại thủ buông lỏng, trường thế hướng về phía trước đầy. Phanh, to lớn ma kiếm, bay về phía Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm mừng rỡ, một cái nắm chặt ma kiếm, mấy đạo trưởng ấn xếp tại ma kiếm bên trên. Tàn dư bi văn lực lượng, tiêu tán ở không trung. Ma kiếm triệt để yên tĩnh trở lại, đa tạ lão tiền bối, đừng nói 10 năm. Ta nguyện ý lại nhiều vì lão tiền bối đi theo làm tùy tùng 10 năm. Giang Ái Kiếm Mỹ tư tư nhìn xem ma kiếm. Tiểu Diên Nhi cùng Tần Quân không nói nhìn hắn một cái. Lục Châu cũng không thèm để ý thanh ma kiếm này. Trực giác nói cho hắn, bi văn năng lượng mới là ma kiếm căn bản. Mất đi bi văn ma kiếm, chẳng khác nào mất đi linh hồn, không hề có lực hấp dẫn. Chỉ có Giang Ái Kiếm cái này loại thu thập đam mê, dường như quan tâm đi. Giang Ái Kiếm từ trong ngực lấy ra dây thừng, đem ma kiếm vác tại trên lưng, long ngâm kiếm ôm ở thân trước, băng đề cao hứng biết bao nhiêu. Đắc ý, nhân sinh chuyện vui vẻ nhất, không ai qua được đạt được vật mình muốn. Kéo kẹt đến, đường hành lang chỗ thanh âm trở nên càng ngày càng vang. Đám người lại lần nữa nhìn sang, những cái kia còn sống tu hành giả, cũng không có dự định rời đi. Hắn nhóm lại lần nữa nhìn về phía đường hành lang chỗ. Tần Quân âm thanh run rẩy mà nói, kia là cùng đi hoàng thất lăng mộ đường hành lang, giống như sớm đã bị người đả thông. Giang Ái Kiếm lúng túng nói, lão tiền bối, muốn không, về sau lại đến, mê mơ, ta đi. Giang Ái Kiếm liên tục khoát tay, cũng không thể khiến người khác đào mộ tổ à. Tần Quân kỳ quái mà nhìn xem Giang Ái Kiếm, cái này người phong cách hành sự quái dị liền thôi, loại sự tình này thế nào cũng cướp đi. Hắn đối Giang Ái Kiếm có nghe thấy, biết người này Ái Kiếm lại tiếc mệnh. Cái này đường hành lang chỗ cực kỳ nguy hiểm, cái này qua đi, không sợ bị đâm. Giang Ái Kiếm cóng ma kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, vừa tới đến đường hành lang miệng đến. Nhất đạo hắc sắc đồ vật từ trong dũng đạo nhảy lên ra, phanh phanh. Giang Ái Kiếm bản năng điều động cương khí cùng kia hắc sắc vật thể đấu. Đám người một ánh mắt nhận ra kia hình chữ nhật hắc sắc vật thể, quan tài, mẹ nha, là quan tài. Còn lại đám kia tu hành giả dọa đến tè ra quần, hai chân như nhũn ra. Vốn là tại kiếm bầy phía dưới bị thương, hẳn nhóm nơi đó còn có bản sự chạy trốn. Phanh phanh phanh, kia quan tài tại không trung lượn vòng 360 độ xoay tròn, đánh tới hướng Giang Ái Kiếm. Cũng may Giang Ái Kiếm tu luyện là đạo ẩn chi thuật, thân hình nhanh nhẹn, tại đạo đạo cương khí cùng thân pháp tránh né hạ, quan tài chỉ là đem hắn bước lui. Hôm nay là tà môn, cứ như vậy không may. Giang Ái Kiếm tá lực đà lực, rời khỏi đường hành lang khu vực thả người trở về. Kia mặc sắc quan tài cũng không tiếp tục tiến công, mà là lơ lửng tại đường hành lang miệng. Hoạt tử nhân sao? Tần Quân chau mày, người chết không thể phục sinh, nào có cái gì hoạt tử nhân, đều là người sống đang làm ra vẻ làm dạng. Giang Ái Kiếm nói ra, đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm cỗ quan tài kia. Một lát qua đi, quan tài bên trong vang lên thanh âm khàn khàn đến. Người nào xâm nhập kiếm khư lăng mộ? Thanh âm rất buồn bực, rất nặng. Tiểu Diên Nhi nhìn Giang Ái Kiếm một ánh mắt nói ra, ngươi đi cùng hắn nói chuyện, cái này trong quan tài rất có thể là ngươi tổ tông. Nàng thực sự nói thật, cái này quan tài dù sao cũng là từ đường hành lang bên trong ra, tại hoàng gia trong lăng mộ đặt vào tự nhiên là hoàng gia người. Cái này lời nói rơi vào Tần Quân lỗ tai bên trong. Tần Quân ánh mắt chừng một cái, kinh ngạc nhìn về phía Giang Ái Kiếm. Hắn là người trong hoàng thất, lại hoặc là nha đầu này cố ý trêu chọc. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu, mở miệng nói, tại hạ Giang Ái Kiếm, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Quan tài bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, tuổi trẻ người. Giang Ái Kiếm bản thân dò xét hạ, tuổi trẻ không tốt sao? Thân thể khỏe mạnh, ngọc thụ lâm phong. Quan tài bên trong tiếp tục phát ra âm thanh, phổ thiên chi hạ có thể phá ma kiếm người chỉ có một người, để hắn ra. Cái này quan tài ngược lại là thông minh. Giang Ái Kiếm nhìn một chút bên cạnh Lục Châu, cũng khó trách lao tiền với một mực tại ẩn tàng toán thân khí tức ba động, nhìn cực kỳ nhỏ yếu, tồn tại cảm cũng yếu, bị quan tài cho xem nhẹ. Là ngươi? Lục Châu rốt cục mở miệng. Cái này mới mở miệng, mọi người đều kinh. Hắn nhóm nhận thức, quan tài trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói, quả nhiên là ngươi. Lục Châu vuốt râu nói, lão phu còn tưởng rằng ngươi chết sớm, không nghĩ tới trốn ở chỗ này. Quan tài bên trong phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, lão bằng hữu, ngươi đều sẽ chết, ta bất quá là sớm tiến đến các loại chết. Lục Châu gật đầu, có thể hắn còn là nói ra, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Ma kiếm, thất tuyệt trận bi văn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tìm được gia tăng thọ mệnh phương pháp? Thọ mệnh? Đám người bắt giữ đến cái này cái từ mấu chốt, liên thở mạnh cũng không dám. Từ xưa đến nay, phàm là đứng tại đỉnh phong tu hành giả, không khỏi là đang tìm kiếm sinh mệnh chân lý, làm sao đột phá đại nạn, thậm chí tìm kiếm trường sinh. Vấn đề này quá cao cấp, chỉ có đại lão mới có tư cách đi nghiên cứu cùng thảo luận. Ngươi không phải cũng đồng dạng?
Quan tài bên trong hỏi lại, Lục Châu nội tâm liền giật mình, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, vuốt râu nói, không, ta sớm đã nhìn xuyên sinh tử. Quan tài bên trong phát ra nghi ngờ khàn giọng âm thanh, sau đó nói, tính toán thời gian, tuổi thọ của ngươi đại nạn cũng là đến, còn tại trông coi ma thiên các. Lời vừa nói ra, chúng tu hành giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nếu là liền cái này lời đều nghe không hiểu, kia liền thật cùng đồ đần không có khác nhau. Nói cách khác đến, trước mắt vị lão giả này, chính là ma thiên các tổ sư gia, vị kia tung hoành thiên hạ cơ lão ma. Hắn là cơ lão ma, cái này, liên tục gặp tâm lý đả kích chúng tu hành giả khóc, khóc không giống khóc, sợ hãi đến khó chịu. Chạy mau, tránh thoát kiếm bầy, tránh thoát không viễn hòa thượng, tránh thoát ma kiếm. Cái này mẹ nó lại ra một cái hàn nhóm sợ nhất ma đầu. Liều mạng cũng muốn chạy à, kia hơn 10 người tu hành, ở đâu còn nhớ được đau đớn, sôi nổi chạy trốn. Lục Châu cũng không thèm để ý đám này tiểu môn tiểu phái tu hành giả. Nếu là thập đại danh môn, toàn bộ giết cũng không đủ. Tiểu môn tiểu phái không oán không cửu, tùy bọn hắn đi thôi. Nhìn xem có quan tài kia, Lục Châu vuốt râu nói, cung nguyên đâu, lão phu dù lớn tuổi ngươi, có thể nhất định hội sau ngươi sống được lâu. Ha ha, ha ha ha, quan tài bên trong không cam lòng cười ra tiếng. Có lẽ vậy, ngươi trốn ở kiếm khư bên trong, chỉ là vì tìm trường sinh chi pháp. Lục Châu hỏi, không thôi, cung nguyên đâu khàn khàn nói, đồng thời cảm ngộ kiếm đạo, cảm ngộ phương pháp tu hành. Cảm ngộ kiếm đạo, ta cả đời này, rất muốn cùng co huynh phân kẻ thắng bại, đáng tiếc, niên kỷ không tha người, tu vi của ta, dần dần quay về giữa thiên địa. Hắc sắc quan tài nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Không nghĩ tới, tại nơi này còn có thể gặp được cô huynh. Lục Châu hỏi lần nữa, thất tuyệt trận cùng ma kiếm, là người thiết lập, ta không hiểu trận, nói bóng gió, ma kiếm cùng mộ bia là hắn lưu lại. Đã nhiều năm như vậy, ngươi tại cái này trong quan tài có thể có cảm mộ đến. Cung Nguyên Đô trầm thấp thở dài một tiếng, nói ra, kiếm đạo ngược lại là có chỗ tiến bộ, nhưng chịu tu vi hạn chế, vô pháp thi triển, khả năng không thể cùng ngươi tiếp tục đấu. Hồi tưởng trước kia các loại, hai người đều là kinh diễm quyết tuyệt nhân vật. Cung Nguyên Đô có mơ tưởng chiến thắng Lục Châu, chỉ sợ chỉ có chính hẳn biết. Ngươi rất muốn thắng lão phu, dưới gầm trời này, muốn thắng ngươi, đâu chỉ có ta. Cung Nguyên Đô nói ra, có lẽ vậy, đáp án rõ ràng, cướp đoạt ma thiên các bảo bối cũng tốt, muốn giết thế gian đệ nhất ma đầu cũng được, nhiều không kể xiết. Song phương nói đến đây, đại gia cơ bản đã minh bạch, Lục Châu cùng cái này trong quan tài Cung Nguyên Đâu chính là đối thủ cũ. Như vậy trưởng bối trò chuyện, những người khác tự nhiên không tốt xen vào. Ta rất hiếu kỳ, đường đường ma thiên các chủ chạy đến kiếm khư bên trong làm gì? Vì ta ma kiếm, ha ha, trong tay ngươi bảo bối nhưng so với ta hơn rất nhiều. Quan tài bên trong có chút trêu ghẹo nói, đối thủ cũ nói chuyện phiếm, bầu không khí càng trở nên hòa hợp lên. Quan tài mang tới cảm giác đè nén cũng biến mất hơn phân nửa. Vĩnh Thọ Hoàng Đế lăng mộ bên trong của lão phu đồ vật, Lục Châu nói ra, cô huynh thật đúng là hoàn toàn như trước đây móc, ngươi nói là cái này cái đi. Cung Nguyên Đô tiếng nói vừa rơi xuống, phanh đến, nắp quan tài hướng xoay chuyển 360 độ, một quyển sách từ quan tài bên trong bay ra, nắp quan tài vừa vặn rơi trở về, một lần nữa đắp lên. Lục Châu tay mắt lanh lẹ, tiếp lấy quyển sách kia, vào tay lạnh buốt, hàn khí bức người. Bất quá loại trình độ này hàn khí, đối với Lục Châu mà nói, không có ảnh hưởng gì, thần đình hộ thể cương khí đủ để ngăn chặn. Thư phong bị tỉ mỉ đóng gói qua, phía trên khắc họa lấy hoàng thất tạp hữu sắc thái cùng long văn. Có thể là sợ hãi thiên thư tại âm u ẩm ướt lăng mộ bên trong hủ thực thối giữa, hoàng thất mới chuyên môn làm đặc thù sắc ngoài. Lục Châu mở sách bản, đinh, thu hoạch được thiên thư khai quyển tàn thiên hạ. Không ngoài sở liệu, đích thật là thiên thư khai quyển một bộ phận. Lục Châu khép lại thiên thư khai quyển, đem hàn ném cho một bên Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi tiếp lấy, tò mò đi, có thể thế nào liền xem không hiểu, nhìn trong chốc lát liền mất đi hứng thú. Quan tài bên trong truyền đến thanh âm đến. Vĩnh Thọ Hoàng Đế lăng mộ bên trong, chỉ có vật này có thể để cho ta xem một chút, cái khác đều là phàm phẩm. Cô huynh nếu là đến đào mộ, chỉ sợ cũng chỉ có thứ này có thể vào mắt. Cung Nguyên Đô không cho rằng Lục Châu ánh mắt so với mình kém. Lục Châu gật đầu nói, lão phu tìm, chính là vật này. Thư trung ẩn chứa đặc thù năng lượng, nhưng ta một mực vô pháp hiểu thấu đáo. Vĩnh Thọ Hoàng Đế dùng nó làm vật bồi táng, nghĩ đến là cái bảo bối, ta liền lưu tại bên cạnh. Cái này một giải thích, hết thảy đều nói thông được. Lục Châu mục đích đã làm đạt thành, không cần thiết lại đi đào giang ai kiếm mộ tổ. Cung Nguyên Đô, ngươi như muốn đi ra ngoài, lão phu có thể mang người đoạn đường. Lục Châu nói ra, có qua có lại, lẫn nhau không thua thiệt. Không, quan tài bên trong thanh âm lộ ra càng tăng áp lực hơn ức, ít hầu giống như là bị thứ gì kẹp lại như vậy. Ta khả năng, thật không sống hơn ngươi. Ngươi còn kém trăm năm mới có thể đại nạn. Lục Châu ánh mắt nhìn thẳng cố quan tài kia. Có thể, phổ thông người có mấy người trăm tuổi, tu hành giả khó càng thêm khó. Gặp hắn ngữ khí bi quan, Lục Châu cũng lại không khuyên hắn. Dù sao cái này ra họa tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, không ít cùng chính mình phân cao thấp. Bất quá là cựu nhân đi, tân nhân đến, sinh lão bệnh tử, nhân nguyệt thay đổi thiên nhiên phát tắc thôi. Đã như vậy, lão phu lại không miễn cưỡng. Lục Châu đang chuẩn bị rời đi. Quan tài bên trong, Cung Nguyên Đô thở dài nói,
đại nạn sắp tới trước đó có thể cùng Cao Huynh chiến một trận. Đám người liền giật mình, đối thủ chung quy là đối thủ, trước khi chết cũng không quên kéo người xuống nước. Tiểu Diên Nhi vốn là còn chút đồng tình, trốn ở trong quan tài tìm kiếm sống sót cơ hội, hiện tại còn sót lại đồng tình cũng không còn sót lại chút gì. Ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Ta sư phụ mới vừa cùng người đánh mấy trận, coi như ngươi thắng, ngươi cũng là thắng mà không võ, huống chi ngươi căn bản không phải ta sư phụ đối thủ. Tiểu Diên Nhi nói, kia quan tài hơi động một chút, cười ha ha một tiếng. Cơ huynh, dùng ngươi tính tình, thế mà còn có thể có đồ đệ giữ ở bên người. Bội phục, bội phục. Lục Châu lười nhắc phát biểu, mà là nói ra, ngươi muốn chiến, vậy liền đi ra đánh một trận. Trốn ở trong quan tài làm con rùa đen rút đầu có gì tài ba? Tiểu Diên Nhi phụ họa nói, đúng đấy, ra. Giang Ai Kiếm nói theo, tiền bối, đã là cố nhân, vì cái gì nhất định muốn đánh đến người chết ta vong đâu? Mà lại tiền bối cũng nói, đại nạn sắp tới, chắc hẳn tiền bối tu vi cũng giảm xuống không ít, lại như thế nào nhất chiến đâu? Cung Nguyên Đâu nói ra, ngươi nhóm hiểu lầm, ta muốn cùng Cơ huynh nhất chiến, đương nhiên phải công bằng ngang nhau. Ta sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Cơ huynh, một tháng sau, mà thiên các gặp nhau làm sao? Lục Châu ngược lại là không quan trọng, lão phu chỉ sợ ngươi sống không qua một tháng. Đại nạn vừa đến, ai cũng không nói chắc được kia thiên hội đi. Có thể là hiện tại, có thể là tương lai, cũng có thể là một năm về sau. Cung Nguyên Đâu khàn khàn cười nói, một tháng sau gặp, như chống đỡ không đến, đó chính là mệnh. Chấp nhất một đời, cũng là nhận mệnh. Lục Châu vuốt râu nhìn đám người một ánh mắt. Giang Ai Kiếm hướng về phía quan tài nói ra, ngài đã muốn tiếp tục chờ tại lăng mộ bên trong, liền cho chút thể diện, đừng phá hư đồ vật bên trong. Có liên quan gì tới ngươi? Người chết vì tham. Lần này, quan tài không có trả lời. Lục Châu nhìn thoáng qua mặt đất thượng tán rơi trường kiếm. Giang Ai Kiếm vội vàng nói, những này bất nhập lưu đồ vật, ta có thể không cần. Tần Quân xấu hổ gãi gãi đầu nói, ta có thể nhặt hai thanh trở về sao? Giang Ai Kiếm liếc mắt nói, tự mình động thủ. Tần Quân mừng rỡ, đem bên trong hai thanh phẩm tướng tốt nhất địa dài vũ khí nhặt lên. Giang Ai Kiếm nói ra, ngươi còn rất có ánh mắt, quân tử ái kiếm, thủ chi hữu đạo. Nha, nguyên lai là người trong đồng đạo, thất kính thất kính. Cũng vậy cũng vậy. Lục Châu lắc đầu, chắp tay hướng phía kiếm khư bên ngoài mà đi. Kia quan tài bay hồi đường hành lang, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Diên Nhi đi theo sư phụ rời đi kiếm khư. Kiếm khư lăng mộ khôi phục dáng dấp ban đầu, mặt đất thất tuyệt trận một lần nữa hội tụ năng lượng. Sư phụ, kia trong quan tài là ai vậy? Cố nhân. Sư phụ, ngài còn có bằng hữu? Nói đúng ra, cái này là địch nhân. Lục Châu vừa đi một bên giải hoặc, vậy sư phụ có bằng hữu sao? Tiểu Diên Nhi truy vấn. Vì sư bằng hữu rất nhiều. Lục Châu hồi đáp. Nha, đến kiếm khư bên ngoài, nhìn thấy đã lâu thiên không? Không khỏi hít sâu một hơi. Bạch Trạch, Giang Ai Kiếm cùng Tần Quân cũng chạy ra. Lục Châu không có gấp nhảy lên Bạch Trạch. Giang Ai Kiếm, lão tiền bối có việc phân phó. Chiêu Nguyệt còn tại cung bên trong, chiêu khăn thoáng một phát. Lục Châu nói ra, không có vấn đề, bất quá có chuyện ta phải cùng lão tiền bối chào hỏi. Giang Ai Kiếm nói ra, chuyện gì? Mai cái thứ bảy đồ nhi Tư Vô Nhai, đoán chừng đã tra được trên đầu ta. Thân luận tình báo công phu, ta không bằng hắn. Hắn người, trung thực quấy nhiễu ta nhãn tuyến. Mấy ngày nay tổn thất không dưới 5 người, đều là trọng yếu tai mắt. Nếu là có thể, ngài tìm cơ hội gõ một cái thoáng một phát. Giang Ai Kiếm nói ra,